Bây giờ anh có muốn đổi kiểu không hay vẫn để layer? Em cũng chưa biết nên để các kiểu khác nên là chắc vẫn để layer đây. Vẫn để layer à? Vâng. Khuôn mặt của mình cũng hơi tròn tròn. Em quen để tóc kiểu tóc dài dài á. Hơi tròn tròn. Trán thì cũng không phải là quá cao đâu. Có thích là cắt cao lên một chút không? Cắt cao là cắt rồi cắt kiểu gì anh? Anh có hay vuốt sáp không? Dạ không. Em muốn kiểu tóc em nó hay phồng phồng á. Nên là thường là em hay để layer xong rồi em sấy, em bóp. Bóp nhẹ nhẹ à? Vâng. Vậy bây giờ anh em mình vẫn cắt kiểu cũ à? Đúng là cái trán như thế này thì trán rộng. Không phải là quá cao nhưng mà cũng rộng. Thì có thể mình để side bát. Có để side bát sang hai bên như này bao giờ không? Chưa, em chưa để thử bao giờ. Toàn để tự nhiên như này thôi. Vâng. Để thẳng như này. Em chỉ ngoài làm cho nó phồng lên thì em không chưa làm gì hết. Không làm gì hết. Vậy thì thống nhất là bây giờ vẫn để như cũ. Vâng. Nhưng mà cái mái này cho ngắn lên một tí. Vâng. Để cảm giác nó layer theo kiểu mùa hè một tí. Dạ. Nó bay bay một tí để biết tại sao không? Tại vì mình muốn cắt thoáng cái mái lên một chút để cho cái khuôn mặt của mình nó cao lên. Khuôn mặt mình cảm giác nó trông nó dài dài lên một tí. Dạ. Để cho nó thoáng ra một tí nhá. Đây lông tóc nó đang dài cái này mình để toàn chạm lông mày được không? Được ạ. Nhá. Chạm lông mày thì lúc nó co lên cũng phải hơn lông mày một tí. Cũng được nhá. Vâng. Còn xung quanh thì nếu mà layer thì đúng là vẫn phải cắt thấp. Vâng. Để giữ lại cái phần ở trên side này. Vâng. Nhá. Ok nhá. Vâng. Bạn tên gì? Em tên Tuấn ạ. Tuấn à? Dạ. Tuấn đúng không? Vâng. Ừ. Tuấn người Bắc đúng không? Em Thanh Hóa. Vậy gọi là miền Trung à? Vâng. Bắc Trung Bộ. Mình đang định trêu là biết là người Bắc rồi vẫn hỏi người Bắc và cuối cùng vẫn là người Trung à? Không, cũng có Lai Bắc. Ừ. Vẫn chưa được gọi là Bắc à? Thực ra từ Vinh Nghệ An thì bắt đầu giọng nói với khác chứ đúng không? Vâng. Ừ. Tuấn là năm nay bao nhiêu? Năm nay em 25. Con thì? Dạ chưa. Hello cả nhà, hiện tại mình đang trên tầng 4. Ở trên tầng 4 thì có 5 anh em cắt. Tầng 1 có 6 anh em. Tầng 2 có 1 bạn. Cho cao ghế lên một chút. Ok, xoay một vòng cho anh em xem tóc trước khi cắt nhé. Đây là trước khi cắt này. Đấy. Tóc ở phần trên top này cũng dày và cũng là tóc bung nhẹ, tóc rất là khỏe, còn trinh nguyên. Tóc này mà làm hóa chất uốn hoặc nhuộm nữa thì nó sẽ bồng hơn và có độ khô hơn chút thì dễ dàng tạo kiểu hơn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành sấy. Đây thiếu cái máy sấy đúng không Hiếu? Các bạn là không cắt. Bình thường mình cắt ở tầng 3, phòng cắt riêng. Hôm nay thì mình lên tầng 4 để cắt với anh em cho vui. Ok, mình sẽ cắt bên trái trước nhé, sai bên trái trước. Đây là bên trái. Và mình sẽ kẹp cái phần trên top, phần khu trên top lên. Khu tức là khu vực top, khu vực sai, xử lý phần sai xuống đến trên top. Sai tức là xây tường xung quanh,
top là đổ mái. Đó, xử lý thằng chân tường trước. Ok, kê lược nhá. Để mình chỉnh cái khẩu độ một chút, anh em lại bảo là xem bị mờ. Máy mình tự đặt quay nên là anh em thông cảm. Đây. Rồi. Độ sáng ok chưa anh em? Ok nhá. Cắt thấp chân, giữ lại phần sai từ đây lên. Từ đây lên chúng ta đừng cắt nhá. Cắt dưới này thôi. Cắt rất từ từ cho anh em xem. Cắt rất từ từ luôn. Anh em nhớ là ngửa cái tông ra để giữ lại phần sai nhé. Đó. Ok không? Ngon ngon chưa, ngon chưa? Như này chúng ta có thể gọi là tapper nhé. Tiếp tục. Luồn nách từ từ thôi. Nhiều anh em hỏi mình làm sao để kê lược nét. Cách duy nhất là chúng ta làm nhiều, chúng ta có kinh nghiệm, hiểu được cái hộp sọ đầu, chỗ nào lồi, chỗ nào nõm. Đấy. Tiếp tục phía sau gáy này. Kéo tay xuống. Cắt từ từ luôn đấy. Quay ngược lược xuống để những cái phần giáp và cái đường viền này mình không len vào được thì mình quay ngược lược lại. Đây các bạn thể thấy đây. Nhìn rõ không anh em? Đấy. Rõ. Đấy. Tiếp tục nhá. Kê từ dưới lên. Tiếp tục. Cố xuống chút đây. Đấy. Ok. Phần gáy cắt như chân phương thôi. Ở trên đây thì nhiều anh em cắt sấy nhiều, hơi ồn một chút, mọi người thông cảm nhé. Vậy nhưng mà thi thoảng đổi không khí đi nó vui. Đứng dưới tầng 3 mãi một mình đâm ra lại cũng chán. Cái lý do mà mình cầm tông thấp xuống như này ấy, để đỡ vướng vào camera các bạn ạ. Để không bị vướng vào camera. Mình có điện thoại. Mình nghe điện thoại chút. Alo. Ừ. Ship về cửa hàng của anh số 8 ngõ 12 phố Hàm Nghi. Đợi anh một chút, anh đang cắt tóc. Số 8 ngõ 12 phố Hàm Nghi. Đợi anh tí nhá. Ừ. Rồi, ok. Bắt đầu mình nhìn nó. Cái phần gáy thì chúng ta lưu ý là cái tay chúng ta lượn ra ngoài một chút để nó không bị phạm vào trên nhiều quá. Phần chân phía dưới thì chúng ta có thể mở lưỡi hết xuống, đánh mở cái chân lên, gọi là vẩy tông lên đấy. Đấy. Đoạn vẩy thì các bạn phải cẩn thận. Rồi, đóng lưỡi này chúng ta kê lược một chút nữa cho nó có sự liên kết.
Cứ từ từ mà cắt. Tiếp tục. Bây giờ mình là xuống chút chứ. Nhặt màu. Là chỗ nào mà cảm thấy chưa liên kết thì nhặt lại. Ok. Tiếp tục. Sang phần sai bên phải, chúng ta cũng đi lên theo đường viền, chân tóc và đi xuống phần mai. Phần bên đây mình cũng kẹp tóc lên để mình kiểm soát nó dễ. Cắt đường mai này. Mở lưỡi đánh mở chân mai. Chúng ta cứ len lược vào từ từ thôi. Nhưng miễn là sao phải giữ được cái khung. Đó, giữ cái khung của nó là như này. Đấy, chúng ta phải cắt đúng cái khung nó mới đúng. Đúng chuẩn theo cái đường khung bên trái chúng ta vừa cắt ấy. Đường cắt nó cái cao cái thấp thì nó lại không đều. Xong bắt đầu là ok, bây giờ mình bấm viền luôn nhé. Bấm viền. Viền. Kênh Tường Ba Bờ Vlog thì Tường sẽ chia sẻ về cuộc sống của Tường. Và kênh Tường Ba Bờ Training sẽ chia sẻ về lộ trình của khóa học. Đồ nghề NT Giao Lạc thì sẽ chia sẻ về tất cả mọi thứ liên quan đến bảo hành và đồ nghề. Khai sáng tâm hồn thì sẽ chia sẻ về cuộc sống, về trải nghiệm, thân và tâm. Tường Ba Bờ Training TikTok, các bạn nha, sẽ chia sẻ rất nhiều về nghề. Instagram, chia sẻ về những tác phẩm của Tường. NT Giao Lạc là nick Facebook cá nhân, mọi người kết bạn nhé. Còn đây là fanpage chính của Tường, Tường Ba Bờ, mỗi thế thôi. Và cuối cùng là nhóm kín của Tường để chúng ta giao lưu về đồ nghề, về nghề.
Ok, bây giờ mình sẽ xử lý trên chóp nhé. Mình vẫn để layer. Tóc này dày. Nếu mà cắt ngắn quá là sẽ bị bung luôn. Anh em cắt layer khó nhất là cắt mái hay là cắt trên shop. Bây giờ mình sẽ cho cao lên một tí. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt giảm độ ngắn dài của phần tóc trên top này đi. Và mình sẽ lấy ở giữa một điểm chuẩn. Sau đó mình cứ thực hiện được dọc như vậy sang hai bên. Mọi người nhá. Mình lấy ở giữa một điểm chuẩn này. Đó. Lấy giữa một điểm chuẩn này. Cắt đi khoảng tầm 2 cm. Đó. Nâng góc cao lên. Nâng cao thì nó có độ son le các nhé. Như vậy các bạn cắt sang hai bên. Xong chút nữa các bạn sẽ kiểm tra lại sau. Nâng cả phần mái lên luôn. Thì nó sẽ ngắn cả phần mái. Vừa ngắn vừa mỏng luôn. Tiếp tục sang bên phải cũng làm đúng như vậy. Đây mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa, bắt đầu từ bên trái. Mình gọi là góc độ cao và góc độ thấp cho nó nhanh nhé. Đây đang cắt góc độ cao. Vì đang xà xun thì gọi là cắt layer. Đó, mình chỉ cần kiểm tra lại xem nó đều chưa là được. Cứ vậy lần lượt. Cắt layer dễ không à? Quan trọng là cắt như thế nào cho phù hợp với khách hàng thôi. Đôi khi chúng ta nhìn cắt như này mà mình lại cắt cho người khác nó lại không hợp. Vậy nên là chúng ta phải có mắt thẩm mỹ nữa. Để mình cắt theo thẩm mỹ, cắt theo cá nhân hóa nữa. Ok. Bây giờ giảm được độ ngắn dài xong rồi. Bây giờ mình sẽ cắt cái thằng mái này đi. Mình chút cắt được góc độ thấp để mình không muốn có độ mỏng nữa. Thì chúng ta hiểu nguyên lý là càng nâng cao thì càng mỏng. Cắt ở góc độ thấp thì chúng ta sẽ giữ được trọng lượng. Mà khỏi nói trọng lượng nó mệt. Cắt được góc độ thấp thì giữ được độ dày. Bây giờ mình sẽ cắt sau gáy. Cắt liên kết sau gáy. Cắt tròn hết cho nó tự nhiên. Cắt ít rồi nó bung nhé. Ok, bây giờ là tiến hành sấy và kỹ thuật tỉa. Ok, bây giờ mình sẽ tỉa nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành tỉa. Ừ.
phần bên đây bị dài hơn này, tí chỗ này phải cắt thêm một tí nữa. Bây giờ mình sẽ tiến hành tỉa. Các bạn có thể thấy tóc của đây cứng, cái hai phần bên này nó hơi phình đúng không? Chỗ này mà ép sai nhẹ và là siêu đẹp luôn. Đó. Đây, mình sẽ tỉa nhé. Tỉa thì các bạn cứ tỉa theo hàng, bạn cắt như nào thì tỉa như vậy nhé. Cắt như nào thì bạn tỉa như vậy để nó không bị phá vỡ đi cái khung mà các bạn đã thiết kế lúc đầu. Tuấn nó đang làm nghề gì? Dạ, em làm văn phòng, em làm code IT. Có hay về quê không? Dạ, cũng vài ba tháng về lần. Em gần Triệu Sơn không? Dạ, em là Quảng Sương, là đất giáp thành phố mà giáp tỉnh Gia, cuối Thanh Hóa. Em cắt nhà anh nhiều chưa? Em cắt ở đây từ 2020. Cũng lâu rồi. Dạ. Em cắt ở đây thì em thấy thế nào? Lần nào mỗi lần cắt là một thợ nên thợ nào cũng đều tay. Thực ra là thợ nếu mà mình cũng không quá là phải bắt buộc phải cắt một thợ thì mình trải nghiệm hết bằng lấy thợ cũng được. Mình cứ trải nghiệm. Sẽ tỉa đi xem. Vậy từ trước giờ em để nhiều kiểu tóc chưa? Trước em có để Mohican nhưng mà em kiểu em thích tóc dài nên em chỉ duy nhất một lần đổi lâu nay là đổi sang Mohican nhưng mà thấy không thích mấy đúng không? Vâng. Thấy không hợp mấy đúng không? Vâng. Thôi để đến nó vào hè hẳn rồi tính tiếp nhỉ? Vâng. Nếu mà mình thích đổi thì đến hè hẳn thì mình lại tính tiếp. Cái kỹ thuật tỉa nó cũng quan trọng đấy anh em. Nó có nhiều kỹ thuật lắm. Trong tóc nam thì chỉ cơ bản là làm mỏng tổng thể và làm lỏng khung thôi. Và tạo sự liên kết. Mình tỉa tốt thì nó sẽ không bung và nó sẽ tạo ra sự liên kết. Và chính là Tuấn cũng là khách thân thiết đi cắt từ 2020 rồi mà. Hồi đấy còn đang đi học à? Em học xong từ 2019 rồi, em học bên cao đẳng. FPT đấy á? Vâng ạ. 20 có khi trường vẫn đang ở đây nhỉ? Vâng, 2020 vẫn đang đây, mà 2021 mới ra ngoài Chicago. Từ lúc mà chuyển đi cái ở đấy vắng hẳn. Vâng. Tóm lại cứ... Ý là người nó... Người nó vắng đấy. Vâng, trước còn sinh viên thì đương nhiên nó phải đông. Còn sinh viên nó sầm uất. Sầm uất tức là ai làm ăn cũng tốt, ai cũng kiếm được. Cắt tóc nhà anh thì vẫn ok. Mọi người vẫn cắt ở đây mà, sinh viên chuyển cũng cách đây có tí. Thực chất là chỉ chuyển trường thôi, còn vị trí thì nó cũng không xa lắm. Cũng không xa. Nhưng mà sinh viên đi thì bà con ở đây mà không phải cắt tóc ấy, mà làm ví dụ như cho thuê phòng trọ hoặc là bán đồ ăn đồ uống đối diện đấy. Vắng hẳn.
Ở nhà là em hay vuốt sáp gì? Ok. Cái đoạn cạo này thì mình sẽ không quay cái đoạn cạo nhé. Ok, layer. Ở đây mình sẽ xịt nước. Chai nước này là mình pha với hai tonic rồi. Mình xịt ẩm, làm ẩm tóc. Sau đó mình sẽ sử dụng với tonic. Tonic ở đây mình sẽ dùng Surf Tonic. Tóc ở đây cũng rất là khỏe, nguyên bản. Mình sẽ dùng Surf Tonic muối biển để tăng được độ phòng, bảo vệ nhiệt độ và gì, kiểm soát mồ hôi dầu. Thì khi có sản phẩm hỗ trợ tạo kiểu xịt tạo bồng này ấy, anh em mình sấy xong nó đã tạo ra texture luôn rồi. Tại vì lúc nãy ấy, là thường cắt texture, nó thiết kế để tạo được cái lock. Đợi một chút mình đi lấy cái lô. Đây. Mai. Quên, không mang đồ lên. Mình bình thường cắt ở tầng 3 nên hôm nay mình không mang lên. Sấy, ta sẽ sấy tất cả xuôi về phía trước, không phải kéo lên rồi. Cảm ơn. Tất cả ta sẽ sấy xuôi về phía trước. Và tốt nhất là nên sấy theo hướng tóc mọc tự nhiên nhất của cấu tạo đầu. Tức là cấu tạo đầu, tức là mỗi người sẽ có một cái hướng tóc mọc khác nhau. Các em mà hơi để sai sai bát mờ một chút cũng được đấy. Em chưa để thử bao giờ đấy. Anh thử vớt nhá. Để layer cũng đẹp, mà để mờ mờ cũng đẹp. Chưa thử để bao giờ đúng không? Vâng. Bây giờ anh vớt thử đúng không? Đấy, các bạn thật thấy không? Mình chưa vớt sáp, nhưng mà đã có lọng rồi. Ở đây mình dùng lượng bảng. Mở đấy nhỉ. Ở đây mình dùng lợn bạc nhé. Mình lấy khoảng một đốt ngón tay thôi. Mùi rất là thơm. Nó to này thì giá nó cao hơn. Còn bình thường em chỉ cần dùng cái lọ nhỏ thôi, khoảng 300. Em thử dùng loại này em biết sướng. Ok, bây giờ mình sẽ vuốt từ chân ra ngọn nhé, để tạo texture như mình đã thiết kế. Tự động vuốt. Vuốt thì tự động nó sẽ ra texture thôi. Nói hai lô. Có gì nói lại gì ạ? Tí bảo anh Ngọc đánh thêm một cái tả tôi tạo vào nhá. Nếu mà lấy layer thì sẽ để như thế này. F2 phần size xuống giúp mình. F size nhé. F size xuống. Trên này bóc rối lên như này. Đấy, bóc rối lên. Các bạn có thể thấy texture này. Thì là cái cách mà mình có thể
ơi. Đấy, tới trường. Mình sẽ quay một vòng cho mọi người xem nhé. Mình sẽ bồng và cân đối như thế này. Tháp bờ. Phần gáy này, mọi người có thể xem phần gáy. Mình thích nhất là phần gáy. Phần gáy này. Mình thích nhất là phần gáy, tức là cái phần tháp bờ lên này. Tháp bờ bằng lược. Trông rất mịn. Và cái khung viền nó ở đoạn trên để giữ được cái độ cân đối ở phía trên gáy trên đấy. Đường viền này, đường cạo này, mọi người thấy này, đường cạo này, đường viền này, đường mời chân mai này. Đấy. Đấy này. Đấy. Đây rồi. Còn nếu như mà mình vứt sai bát mờ thì mình chỉ cần chia ngôi ra thôi. Đấy, mình chia ra một chút. Mình nghĩ là cũng hợp đấy chứ. Đấy, trông thì nó có một cái chút Hàn Quốc điệu điệu hơn. Đấy, đấy này hợp lý. Mà cảm giác là chán không cao. Mà trông nó có một cái gì đó phá cách. Đó, sai bát. Thực ra sai bát là chia phần xa thôi, còn cái cách cắt thì chúng ta vẫn cắt theo layer. Đó, để khách hàng có thể vuốt được layer. Thậm chí layer sai bát như này vuốt ăn được cắt vẫn được, slip hay vẫn được. Nó cùng một cái khung cắt thôi, một cái hình khối thôi. Mình thì mình hay thích cắt khối tròn. Đó. Tròn nhưng mà tròn nhẹ thôi chứ không phải là tròn quá. Đấy, các bạn có thể thấy sai bát. Anh em thấy sai bát hay là layer đẹp hơn, anh em có thể comment bên dưới. Em thấy cái kiểu sai bát này thế nào? Chưa vuốt như này bao giờ đúng không? Chưa. Nhưng em thấy như này thế nào? Trông nó có lạ không? Khá ổn. Cũng được, trông mình nó sẽ trẻ hơn. Cảm giác khuôn mặt em nó đỡ nghiêm túc hơn. Đúng, để layer thì trông có vẻ là trông mình hơi nghiêm túc một tí. Nhưng mà để như thế này trông trẻ trung hơn đấy. Cười nhiều hơn tí nữa xem nào. Đấy, nhìn góc này đẹp phết này. Đấy, như bây giờ mọi người hay gọi là Ivy League hoặc là Big Mouth trong cái bộ phim Hàn Quốc ấy. Thì mọi người cắt rất là ngắn ở phần trên mái cũng đẹp. Nhưng mà mình để dài như thế này thì cũng đẹp đấy. Mọi người có thể xoay một vòng nữa cho mọi người xem. Mọi người thử bình luận bên dưới xem là layer đẹp hay là sai bát đẹp. Cái này gọi là sai bát Hàn Quốc nha, sai bát texture theo thiên nữ Hàn Quốc. Ok, xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.